Hello anh, thôi ngồi đi, ngồi đi. Đi. Yeah. Nhớ. Nhớ. Chị là chị thứ mấy ạ? Chị thứ 7. Hầu vậy đó hả? Bây giờ là anh xài tay trái hả? Con cái này để yếu. Lâu lắm rồi đó, 2 năm thôi. Ờ, rồi đó. Cái tuần lễ đầu là cũng hôn mê đâu biết gì đâu. Anh hồi xưa đi hát ở trong đoàn ca nhạc Sài Gòn cách đây khoảng 2 năm, anh bị tự nhiên bị đột quỵ buổi trưa hôm đó là lúc anh dậy, anh tính đi tập thể dục thì bước từ trên giường xuống đất là té rầm, không biết gì hết. Nửa người á, có bên đây nè, tay chân nó không dở được. Lúc đó anh nói ủa về là không lẽ mình bị thì sao? Sau khi được tập tâm lý trị liệu cũng được châm cứu thì dần dần là hồi phục, khi mà đỡ rồi thì cũng cứ tập dần bằng những cái coi như thụ động như vậy này. Còn về cái trí nhớ thì thực sự ra là cái ở cái thời điểm đầu là Cường không hề biết một cái gì hết. Có những cái mà lâu rồi anh nhớ mà có cái thì không nhớ. Nhớ nhưng mà không kể được. Anh coi TV thì anh nhớ người nào nè, Hưng nè, rồi Tường Vi rồi thì anh nhớ. Mình chỉ biết là người này bắn mình, người kia đã bắn mình. Nhưng mà có một cái như vậy, từ cái năng khiếu đưa bài hát, lúc mà chị mở thử một bài hát thì hát theo liền, hát theo không sai lời. Dần dần chị nói là thôi tập hát, thì tập hát bằng cái nào thôi, mở ca ca để mà hát rồi dần dần nó cũng đỡ đi. Tỉnh táo vậy là ngon quá luôn rồi đó. Quá rồi, cứ nghĩ lên phép màu của Chúa. Khỏe hơn hồi trước. Trời ơi, một thời lẫy lừng, tưng bừng khói lửa, không ai làm lại. Chắc là anh có nghe thông tin của tụi em rồi. Cái đợt vừa qua đó thì nghe anh sĩ Ben, anh bị bệnh đó. Xong rồi thì trong nhóm chat với nhau thì em mới nảy sinh ra ý kiến là sẽ làm một cái đêm nhạc liền để gây quỹ. Nên tụi em có được chút xíu quà gửi tặng anh nha. Đây là cái phần tụi em giọng hát, từ giọng hát của nhiều người đó nha, để phụ với anh. Không có gì ghê gớm cả, chỉ là quan trọng nhất vẫn là cái tinh thần, cái tình cảm. Cảm ơn, rất xúc động nhiều lắm. Cảm ơn nha. Không có gì. Vui là tức là người đồng nghiệp người ta nghĩ tới mình. Hưng thì ngày xưa chị nhớ là Hưng lúc mà còn mới cũng thân với lại Cường, thì chị cũng chỉ biết vậy thôi chứ chị cũng không có tiếp xúc với lại Hưng lần nào hết. Thì qua bệnh thì mình mới thấy cái tình cảm của anh em nghệ sĩ hỗ trợ cho nhau, thể hiện cái tình cảm dành cho mình. Chị cũng cảm ơn tất cả các bạn đó là cũng đã quan tâm đến mẹ Cường. Ở nhà có hát không? Có. Được vậy, ngon vậy. Hồi xưa có bài gì nhỉ? Hát thì chị nghe. Cái cô Dừa là bài ruột đúng không? Bài ruột thì chị không nhớ. Chứ ở nhà thì bạn hát cái gì? Karaoke. Hát vô xua. Mở karaoke được. Đúng rồi, cái karaoke. Phòng người. Vậy nó thử liền. Ủa đẹp kìa hả? À, đang nguyên hát thì thấp hơn cao. Con để nhạc cái micro anh trai cũng được nè. Phố đêm đèn mơ răng răng, màu trắng như vì sao gối đầu muối. Phố đêm nhiều lần suy tư, khi nhớ tròn trong đời những ngày thương tích lớn. Mây đen làm úa trăng đầy, cho nên còn tiếng say mềm. Trước thềm
ngàn lời vu vơ. Vì người hãy mơ dòng đời như thơ. Mây bơ vơ bay cánh nẻo vô tình. Anh Mạnh Cường thật là uổng, thật là tiếc. Dạ. Yeah. Ngày xưa là một, trời ơi, nam ca sĩ rất là sôi động, năng nổ và bao quát hết toàn bộ sân khấu, rồi nói chung là duyên dáng và tài năng kinh khủng lắm. Thế rồi cuối cùng nhìn lại thấy anh như vậy, hiền lành, tất cả mọi thứ thay đổi sau một trận bạo bệnh thôi. Nó thành một người khác hết, nhưng cái ngọn lửa đam mê, cái yêu nghề trong lòng họ lớn lắm.